Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những thông tin mới nhất từ các đội bóng quốc tế sẽ góp mặt tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen 2018. Sau khi có mặt tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 7, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ di chuyển vào Hà Tĩnh trong ngày hôm nay để chuẩn bị tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup ống nhựa hoa sen 2018. Cũng trong ngày hôm nay, hai đội bóng khác sẽ có mặt tại Hà Nội là Đại học Đài Bắc Trung Hoa và câu lạc bộ Vân Nam Trung Quốc.